shopact.com, shop bán app Free Fire, thử vận may kim cương cực chất, link shop dưới mô tả. Hôm nay hình như là có cái event gì mới sao? Hình như có cái event mới để nè, xả hơi sơi tỉ quà cái này ngày mai bắt đầu. À, bài game mà nhiều event hút máu lắm đấy này. Trong thời gian sự kiện thiên thần chiến tranh à? Ủa ôi, con nhờ, thiên thần chiến tranh anh em ạ. À, thiên thần chiến tranh à? Thiên thần chiến tranh thì sẽ hay, lượt miễn phí. Áo, như nào? Nào? Nào tiếp. Trao đổi. Ôi, cô ấy nhìn con đòn nhờ. Mr. Bán đồng tí ở chơi. Chơi. Con đòn nhờ. Con đòn nó nhờ. Trông con đòn đấy. Ôi cái phông chữ này nhìn tởm nhá, không chịu được. Cái này là, đây là quay à? 575 kim cương đã bao nhiêu? Ủa quay kìa. Huy hiệu thợ săn à. Mũ kìa, ô được một cái mũ rồi. Kìa đang quay mà. Ôi trời, hôm kia mời vô duyên thế. À, như vậy là được một cái mũ, một cái áo. À, tức là phải quay đủ cái số này thì mới được nhận đấy anh em. Quay đủ à? Máy đáng bao nhiêu kim cương phải gọi quá nhiều. Lại huy hiệu tự săn cú lửa. Mét. Ôi lại huy hiệu tự săn tiếp rồi. Một giày vé vòng quay kim cương thôi cũng được, và bỏ ra 35 kim cương thì cũng đi vào mua giảm giá thôi. Lại mời chịu thế nhỉ. Để chơi anh em. Như nào, được bao nhiêu thứ rồi? Giờ đang được một thôi, còn 8.500 kim cương. Vẫn chơi được. Chơi. Đây là kiểu vòng quay nhân phẩm. Lại đồ ăn cho pet là gì đấy. Ôi lại huy hiệu thợ săn là cú lừa. Lừa bố mẹ à, rồi ôi lừa bố mẹ à. Út ba cái huy hiệu thợ săn ạ. Rồi thêm một cái áo nữa. Và một cái áo đi. Mẹ ba cái huy hiệu thợ săn để thiệu thợ săn để tế bố nó à. Tôi không giúp huy hiệu săn bao giờ đâu. Tôi có săn được ai đâu huy hiệu thợ săn. Ôi pet này nó chát đấy, nó chỉ ở cú lừa thôi, 175 kim cương, nhưng mà tôi quay ra cái gì này. Ôi một cái quần quá tuyệt vời luôn. Quần rồi. Ôi mũ ấy. Ôi tươi. Ơi súng luôn này. Ơi các bạn được súng không anh em? Được súng không? Được súng luôn đâu. Được súng không? Súng bị thơm. Được súng không? Nào, có được súng không? Ở đây à? Đứng theo ngày à? Một sát, hai sát thương, một tấm vùi xuống với con đấy. Con nó đấy. Ôi điện đùm kinh đấy. Làm sao để có vĩnh viễn? Làm sao để có vĩnh viễn? Hay nó đủ mảnh mới đẩy đổi được. Làm sao để có vĩnh viễn? Làm sao có vĩnh viễn? Quay comeback cái event này nha. Đẹp đấy, bộ này đẹp đấy. Sau khi đổi đủ bộ thiên thần chiến tranh có thể dùng mảnh nó cơ khí. Ui M79 cơ khí á, vãi lò. Được của nó đấy anh em ạ, được của nó đấy. Đáng để bơm kim cương đấy. Quay tiếp. Vẫn chưa đủ bộ nào cơ. Nhưng bộ nào có vậy. Ở đây lại tôi hiểu rồi. Tức là quay ra cái súng này là nó là súng theo ngày đúng không? Còn là đổi xong được cái bộ này thì mới là nhận được súng. Cảm ơn anh em trên livestream nhá.
Ôi, ngon đấy, quả quay vừa rồi tươi, quả quay vừa rồi tươi tươi ngon đòn đó đấy. À, bao nhiêu rồi? Đây rồi. Nhận áo rồi. Ôi, tươi quá rồi. Mũ rồi. ra thay đồ. Thay đồ. Lâu ra ăn mặc như con nhà quê cứ dê này. À. Ôi, đẹp đấy. Ôi, phong cách thật. Được đấy, được. Ôi trông đề tiện là phết đấy anh em ạ. Được. Tôi lại khô máu cái này thôi. Được anh em ạ. Được nó đấy. Ô cụ đa này. Trời, từ tôi đang đi săn đồ. Giờ im cương để làm. Chứ tôi còn có 8.000 thôi. Lại tiếp này. Quần áo thì được đấy. Tại hiểu thợ săn mà cha nhờ. Rồi một ạ. Đi xe có rồi mà. Giày. Rồi. Lại súng. À. Khó chịu nhờ. Lại súng kìa. Móng đi tầm này. Lại hiệu. Ôi. Tiền cú lừa à. Cửa thế nhở. À thử một ngày à. Cửa phết đấy. Phết. À đây ơi, có giày rồi này. Có giày rồi. Lại thêm một cái giày nữa. Và lại ra súng mà. Ui. Má cùi. À tức là khi nào mà đổi được cả bộ thì mới ấy được à. Đây có giày rồi này. Bây giờ thiếu hai quần đúng không? Quần à. Bé mong quay kim cương thôi cũng được. Anh đổi đồ xong thì nó đổi đồ súng. Cảm ơn em nhá. Cảm ơn các bạn nhá. Lại vé không quay kim. Đây có 3 quần rồi, tức là bây giờ thêm một cái quần nữa là được đúng không? Thêm một quần nữa là đủ đồ, đủ đổi cả bộ đúng không anh em? Rồi bây giờ thêm một cái quần nữa được. Quần đây rồi, quần đây rồi. Ôi hai quần luôn. Và quần này mặc từ năm nay qua năm khác rồi. Và quá tuyệt vời rồi. Từ đấy là đốt hết 1.000 kim cương đấy. 3 quần luôn, 4 quần luôn. Nói gì đi, 4 quần luôn mà. Có cái disco này. 6 cái đồ này cơ. What the fuck. 6 cái đồ này cơ. Trao đổi. À cái này giống cái sự kiện là mã trao đổi được trước à. Điền cùng mã gì được. Ủa ơi, 6 quần cơ. Vãi lò, vãi hàng con đại bàng. Tôi có 3 quần rồi, tôi sắp đổi khẩu M79 rồi. À. Ôi, 6 cái mũ, 6 cái áo kìa. Ôi. Ôi, mà trái tim của tình tan vỡ rồi. Event này khó, ôi. Event này khó, nó khó của nó đây. Ôi, cú lừa. Cú lừa, vâng. Rồi, thêm một quần nữa là 4 quần rồi. 4 quần trên 6 rồi. À. Cú lừa rồi anh em ạ, 4 quần. Chưa có cái mũ nào luôn. Ôi, căng. À. Căng rồi, căng của nó rồi. Lại pet, ôi quả này phải quất vào con pet level 7 ạ. Ôi lại pet kìa. Gì đấy. Ôi cái gì đấy. Ôi lại hiệu thợ săn kìa. Ôi tôi cảm giác cái event cú lừa hơi mạnh. Ôi ba cái hiệu thợ săn với cả 3 cái pet là Discord này. Discord. Gì đấy. Vừa phải đấy chứ. Đấy, 1 cái quần nữa rồi. Vâng, 5 cái quần rồi. 6, 1 cái giày nữa được của nó đấy. Được. Nó đi mẹ lại pet. Mũ đi. Lại quần, 6 quần rồi. 6 quần rồi anh em ạ. 6 quần rồi thôi nhá. Đừng ra quần nữa nhá, quần đủ rồi nhá. Rồi, quần đủ rồi. 6 áo, 6 mũ à.
Phải nha. Phải nói nha. Ibalasu. Có nó đấy nhỉ. Đây là một mũ, nói gì đi. Một mũ. Lại pet. Lại quần kìa. Đùa. Không, tôi không cần quần nữa. Thôi đừng vào quần nữa. Thôi tao xin mày. Đừng vào quần nữa. Thôi đừng. Ih mẹ lại pet kìa. Event cú lửa vãi nhìn ra. Thôi đừng vào quần nữa. Đừng vào quần nữa, bố mới xin mày đấy. Đừng vào quần nữa. Em không vào quần thì nó lại vào hiệu thợ săn mày pet anh nào đi. Hay lắm, một áo rồi. Hay lắm, có áo rồi. Váy quay kim cương cũng được. Đấy. À. Đắt lắm. Cái M79 ấy có gì ngon không? M79 có gì ngon? Ôi. Ôi. Rồi một giày nữa. Được rồi. Ngon. Lại quần kìa. Lại quần. Vâng, thêm một giày nữa rồi. Lại quần. Quần anh em ạ. Trời ơi. Nhiều quần quá. Quần quần què rồi. Đây, hình như giày đủ rồi. Ôi, của bố mày đây à. Áo hay lắm. Áo rồi. Lại quần. Một cái quần lại. Em thấy có ai thiếu quần không tôi đổi cho. Em đây có ai thiếu quần không tôi đổi cho. Áo. Nói gì đi. Áo tiếp. Ủa thôi giày được á. Đùa ơi, đùa đùa. Thôi thôi, được không vào giày nữa nhá. Áo. Được của nó đấy. Và từ đấy giờ tóc ở hơi ít đấy. Và tóc hôm nay hơi hơi hói đấy. Ủa kìa, thôi đừng có ra quần nữa. Bố mới xin mày đấy. Đây rồi, M79. M79 có gì hay không nhỉ? Ủa, thiếu nhiều tóc quá. Ôi, sự kiện. Thật thế nhỉ? Hay là thôi nhỉ? MP40 có đáng không anh em? MP40 có đáng không? Kiểu gì sau nó chả bán được event khác. Được của nó đấy. Tầm sát thương với tầm xa. Sát thương với tầm xa vãi bò nhỉ? Sát thương tầm xa. M79 à? Đã thế nào được 2 viên à? Được 2 viên à? Kẻ. Đổi MP40 thôi. Thật ra thì hai cái nó đổi khác nhau mà. Nó có đổi chung đồ với nhau đâu. Quay nữa. Hô máu à? Hô máu anh em. Trời. Trời. Hô máu. Mũ. Nói gì đi. Nói gì anh em thấy gì nhỉ? Nói gì? Quần. Lại pet. Lại giày. Tóc. Nói gì đi. Đấy, hai tóc rồi. Tức là bây giờ chỉ còn 3 tóc nữa. 3 tóc với cả 1 áo nữa thôi. 3 tóc với cả 1 áo nữa thôi. Wow. Thợ săn. Lại hiệu thợ săn. Cả đời không săn được ai nhưng mà vẫn có hiệu thợ săn anh em ạ. Vào lại xuống theo ngày. Pet. Thôi bây giờ vào pet cũng được. Để bố nâng cấp mấy con pet cũng được. Thôi nhưng mà phải ra một cái tóc hay là cái áo gì chứ. Áo. Hay quá rồi. Nói gì đi. Anh em nhìn thấy gì chưa. 4 rồi. Thiếu 3 cái nữa thôi. Thiếu 3 cái nữa thôi. Anh em nói gì đi. Anh em nói gì đi. Rồi, 5 tóc, nói gì đi. Áo đủ luôn, trời ơi. Tóc này, ôi áo, sao lại áo. Nào, nào. Pet à. Áo được, áo ổn lắm nhỉ. Tóc. Một cái nữa.
một cái tóc, anh em tin là quả này ra tóc không? Anh em tin quả này ra tóc không? Em tin quả này ra tóc không? Anh em tin quả này ra tóc, anh em thả tim tôi phát. quả ra tóc nha, tôi thấy anh em quả ra tóc chặt. Quả không ra tóc tôi điểm mông cho anh em xem luôn. Rồi nói đùa đấy, điểm mông thì điểm được. Đổi quần á, đổi như nào? Đổi quần nào nhỉ? Đây, cho đi quần này, vấy lại tóc này, tạo mã mời trao đổi. What the fuck? Cú lừa 35 kim cương đấy. Đấy. Xong sao? Sao? Có ai đổi của tôi không? Có ai đổi đâu? Quay, tôi quay ra luôn này. Tự nhiên mất mẹ 35 kim cương. Đùa nhố nhau nha. Tôi quay ra cho anh em xem này. Anh em nhìn tôi này, nhìn thế này, quả này ra một cái tóc này. Lại sắp pet ạ, gì đấy? Ok, thôi đừng sắp pet nữa, tóc đi. Wow, cũng bao là gì ít ta sủ. Vâng, tóc đi. Vâng, vẫn chưa ra tóc anh em ạ. Tóc đi. Ôi lại áo được cái gì nữa, áo nhiều rồi. Tóc lại áo đi. À quên nhầm, tóc đi. Đuổi bố mày đấy à? Đây là 11 cái áo á. Tóc. Ôi đừng ra giày nữa, giày này đi làm gì nữa. Tầm này cần gì giày dùng nữa. Nào. Đây. Score à. Tóc đi. Tóc. Khó thế nhở. Tôi chưa thấy cái event nào khó đến cái event này luôn. It's gone man. Tôi chưa thấy cái event nào khó đến cái event này. Tôi thấy cái event này khó con mẹ nhất từ trước đến giờ luôn. Ủa kìa. Tôi bố mày một cái tóc của tôi bố mày năn nỉ đấy. Tóc đi. Tóc. Event tôi bắt đầu thấy cửa vãi đi rồi. Tóc đi. Tóc ok. Gì đây? Tóc đi. Giời ơi, cho xin một cái tóc nào. Tóc đi. Ôi. Tóc ok. Tại sao? Why? Xong tìm người nào có tóc để đổi á. Không cần, tôi tự quay ra. Tự quay tay ra. Tôi không tin là nó sẽ không ra cái tóc nào. À. Tóc đi. Ủa, lừa mẹ chứ. Lừa anh em ạ. Lừa. Quay lượt bà. Lừa. Lại ra quần. Hình như là nó cố tình không cho. Hình như là nó cố tình không cho mình ra tóc để bắt mình phải đốt thêm kim cương hay sao ấy. Vâng. Đây ra tóc mượt vãi lưu ra. Cho xin thêm một cái tóc nữa thôi. Một cái tóc nữa thôi. Một is gone. Một cái tóc nữa tao xin mày đấy. Ôi. Tóc. Đây rồi. Đây. Đây rồi.
Đây rồi, đôi giày Discord mẹ. Xong rồi. Và tôi đã chinh phục được cái event cái con kẹt này mất mẹ 5.000 điểm cường. Và đem vãi lìn. Và đây rồi, đôi giày cày vãi lìn anh em ạ. Đây rồi, chồng tươi là phết đây. Chồng ngon đòn đấy. Trang phục của như cái cấp thế nhỉ. Ngon đòn của nó đấy. Được của nó đấy anh em ơi. Được của nó đấy. Trông cũng được đấy. Ôi, Foxy Pond mới chơi này.